Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, tổ đạo tràng chúng con có những câu hỏi, xin thầy giải đáp. Mấy câu cơ. Một, chúng con có duyên được biết kinh Địa Tạng, cảm thấy hạnh phúc lợi lạc cho khắp pháp giới chúng sinh khi tụng kinh này, nên chúng con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng cả đời. Nhưng chùa Khai Nguyên sau khi hết 3 năm tụng kinh Địa Tạng thì thầy giảng và tụng kinh Phổ Môn. Vậy con xin hỏi, khi học và đọc tụng Phổ Môn theo chùa Khai Nguyên, đồng thời chúng con vẫn tụng kinh Địa Tạng nữa trong cùng một ngày, như thế có bị tạp tu không ạ? Con xin cảm ơn thầy. Không sao. Nếu chúng ta phát nguyện tụng kinh Địa Tạng cả đời rồi thì chúng ta cứ tụng. Nếu mà còn thời gian, chúng ta chỉ có thể tụng thêm đến kinh Phổ Môn thì cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Nhưng điều quan trọng là gì? Một câu A Di Đà Phật. Theo người tu tịnh độ, pháp đạo tràng của chúng ta là gọi là tịnh tông học hội Việt Nam. Cho nên á, vẫn lấy câu A Di Đà Phật là chủ đạo. Kinh tụng là phương tiện, là con thuyền để cho chúng ta gì? Bơi qua sông. Câu A Di Đà Phật chính là cái đích để cho chúng ta đến, tức là nương vào bản nguyện của Đức Phật A Di Đà đó. Chúng ta niệm danh hiệu của ngài để cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc là cái đích đến. Còn thuyền đó thì ngồi con thuyền nào cũng được, thuyền to, thuyền nhỏ, thuyền làm bằng sắt, thuyền làm bằng tre, thuyền làm bằng gỗ đều được cả, miễn là sang tới bên kia sông. Tức là gì? Tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ hay kinh Phổ Môn đều được cả. Nhưng mà theo thầy thì thôi, thì khi chúng ta phát nguyện tụng kinh Địa Tạng rồi thì chúng ta cứ tụng kinh Địa Tạng, còn thầy tụng kinh Phổ Môn hoặc giảng kinh Phổ Môn thì cứ kệ thầy và những người có duyên với kinh Phổ Môn, họ lại gì? Họ lại tiếp tục nghe và tụng, còn mình có duyên với Địa Tạng cứ hành cả đời cũng được, không sao. Nhưng hoặc chúng ta dành thêm một hoặc hai thời kinh để tụng thêm kinh Phổ Môn, nếu chúng ta thu xếp được thời gian thì cũng được, không ảnh hưởng gì. Không thể gọi là tạp tu được, vì 84.000 pháp môn của Phật, pháp môn nào cũng có thể gì đưa chúng ta đến chỗ giải thoát giác ngộ được. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. No.